nằm trong chuỗi sự kiện kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, tức ngày 12 tháng 4 âm lịch, tại chùa Bằng, Linh Tiên Tự, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã tổ chức ngày tu an lạc với sự tham dự của gần 2.000 Phật tử đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc. Đúng 7 giờ 30 phút, Đại Đức Thích Thanh Tâm, Ủy viên Thường trực, Phó Văn phòng Ban Hoàng Pháp Trung ương đã thực hiện nghi thức niềm hương bạch Phật yết tổ cầu nguyện, sau đó, Cung Thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoàng Pháp Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Quang Lâm ban bố thời pháp thoại tới toàn thể đại chúng với chủ đề Ý nghĩa đản sinh bảy bước chân Phật trong ngày tu tập nhân mùa Phật đản Phật lịch 2568. Trong ngày tu an lạc này, đại chúng đã thành kính tụng kinh phổ môn để cầu nguyện quốc Thái Dân An, Phật Pháp Sương Minh. Đầu giờ chiều, toàn thể đại chúng đã cùng vân tập về sân lễ để cử hành đại lễ Phật đàn Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội, Chủ trì chùa bằng. Hòa Thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoàng Pháp Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Từ Lâm, thành phố Huế, thượng tọa thích chiếu tuệ, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban hoàng pháp trung ương, phó ban trị sự, kiêm trưởng ban hoàng pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, thượng tọa thích tâm hoan, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Hoàng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội. Tại buổi lễ, sau nghi thức niêm hương bạch Phật, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp Chủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Tiếp đến, toàn thời đại chúng lắng nghe Hòa thượng Thích Huệ Phước tuyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2568 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Sau bài diễn văn Phật đàn của Hòa thượng Thích Huệ Phước, Chư Tôn Đức cùng toàn thời đại chúng đã trang nghiêm thực hiện nghi thức trì tụng kinh truyền pháp luân và làm lễ tắm Phật trong tiếng niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ông vang trốn giả lam. Tiếp theo là chương trình Sức Kiệu Phật của Chư Tăng và Nhân dân Phật tử được biết đây là năm thứ 8 chư tăng phật tử chùa bằng kết hợp cùng chùa hè nhai trong chương trình dước phật đặc biệt kính mừng ngày đản sinh của đức thế tôn năm nào buổi lễ cũng để lại những dấu ấn sâu đậm những kỷ niệm khó quên đối với chư tăng phật tử hai ngôi tổ đình cũng như người dân địa phương đặc biệt trong năm nay chương trình dước hiệu phật tại chùa bằng còn có sự góp sức của chính quyền và nhân dân làng triều khúc hà nội sự kết hợp đặc biệt này đã đem đến một buổi dước tra nghiêm ấn tượng và tràn chứa những cung bậc cảm xúc